Hello, xin chào quý vị và các bạn. Mình đang đứng trên đường Tháp 10, quận 6, ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước mặt các bạn là chợ Bình Tây. Các bạn thấy là biết đi đâu rồi phải không ạ? Hôm nay thì xin Bình xin mời các bạn, quý vị và các bạn đến theo chân Bình để khám phá chợ Bình Tây, chợ được mệnh danh là lâu đời và lớn nhất Sài Gòn Chợ Lớn. Theo Bình được biết thì chợ này là bán sỉ các bạn, đầu chợ đầu mối mà lớn nhất mà cung cấp cho các tỉnh thành khu vực miền Nam. Nó có từ lâu đời các bạn, có từ thời Pháp rồi, trên 100 năm. Thôi không cho để các bạn chờ lâu nữa, sau đây Bình xin mời các bạn đi vào trong chợ chúng ta khám phá như thế nào nha các bạn. Xin mời các bạn ra theo dõi. Nếu một lần quý vị và các bạn có cơ hội ghé thăm Sài Thành hoa lệ, hãy ghé thăm chợ Bình Tây sầm uất, náo nhiệt. Hãy đi dạo một vòng để được đắm chìm tận hưởng không khí vui nhộn của kẻ ra người vào. Hãy ngắm nhìn lối kiến trúc độc đáo đậm nét Á Đông của khu chợ. Và hãy đừng ngần ngại gì mà không mua một món quà nhỏ làm kỷ niệm hay thưởng thức những đặc sản của miền đất Nam Bộ tại chợ Bình Tây. Chợ Bình Tây là một trong những ngôi chợ lâu đời nhất của Sài Gòn. Chợ Bình Tây đã có lịch sử gần 100 năm, được khởi công xây dựng bởi người lái buôn dầu có đến từ Trung Quốc. Người ta thường nhắc đến ông với cái tên là Quách Đàm. Cho đến ngày nay, tại chợ Bình Tây vẫn còn bức tượng đài của ông để tưởng nhớ công đức khánh thành, xây dựng chợ. Quách Đàm, thương hiệu Thông Hiệp, sinh năm 1863 và mất năm 1927. Theo ghi khắc tại bệ đá thờ ông trong hoa viên của chợ, người được xem như thần tài của chợ Bình Tây, người làng Triều An, Long Khanh, Triều Châu, Trung Quốc, rời quê hương với hai bàn tay trắng. Thuở ban đầu ông đi thu mua ve chai, lông vịt và các loại nguyên liệu phế thải để kiếm sống qua ngày. Nhờ đức tính cần cù chịu khó, lại giỏi tính toán, bán buôn, ông dần trở thành người giàu có. Khi được chính quyền tỉnh chợ lớn thời ấy đồng ý, ông tổ chức xây chợ mới theo lối kiến trúc Trung Quốc và áp dụng kỹ thuật xây dựng hiện đại của Pháp thời bấy giờ. Riêng tượng ông Quách Đàm bằng đồng được thuê đúc tận bên Pháp. Sau khi mất, tượng ông Quách Đàm được gia đình ông dựng lên vào năm 1930 trên bệ cao. Dưới chân tượng có kỳ lân trầu và dòng phun nước. Xin mời các bạn tham quan với dấu bức Bình ha. Mình vô tham quan coi ở chợ này bán những gì. Chợ Bình Tây được khởi công từ năm 1928 và hoàn thành năm 1930. Chợ được xây dựng bằng xi măng cốt thép theo kỹ thuật phương Tây nhưng lại mang đậm nét kiến trúc Á Đông. Cổng chợ có hình một tháp lầu cao, kiến trúc gần giống kiểu cách của một ngôi chùa, mái lập ngói âm dương,
Bốn phía có đồng hồ lớn, trên góc mái và đỉnh tháp có hình dòng đắp nổi, mặt trước có bức phù điêu khảm sành màu xanh hình lưỡng lông trầu châu. Bốn góc chợ có bốn tròi nhỏ, toàn bộ mái chợ lợp bằng ngói âm dương theo kiểu trồng lớp để tạo sự thông thoáng. Chính giữa chợ có khoảng sân trời rộng rãi, thoáng mát. Chợ mới sau khi xây xong rất khang trang, sạch sẽ trên khuôn viên đất khá rộng, nên được người dân gọi là chợ lớn mới. Ngay sau khi được đưa vào hoạt động, với lợi thế về giao thông thủy bộ, cũng như tay nghề kinh doanh của bà con tiểu thương người Việt và người Hoa, chợ lớn mới nhanh chóng trở thành khu kinh doanh sầm uất, giữ tính chất đầu mối bán buôn khắp Nam Kỳ lục tỉnh, trong nước và các nước láng giềng cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngay sau ngày giải phóng, chính quyền cách mạng tiếp nhận quản lý, sắp xếp cho nhân dân tiếp tục mua bán phục vụ hàng hóa cho cả nước và các nước bạn Lào, Campuchia, Trung Quốc và đổi tên chợ là chợ Bình Tây cho đến ngày nay và qua thời gian cũng được trùng tu sửa chữa nhiều lần. Chợ Bình Tây hiện nằm trên địa bàn quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc trong khu vực gọi là chợ lớn nên chính bản thân nó cũng thường được gọi không chính thức là chợ lớn. Chợ Bình Tây nằm trong khuôn viên rộng 25.000 m2, nằm giữa bốn tuyến đường Tháp 10 Lê Tấn Kế, Phan Văn Khỏe, Trần Bình. Chợ này có mặt bằng hình chữ nhật, 12 cổng, gồm cả chính lẫn phụ, và được thiết kế theo lối kiến trúc Á Đông. Đây cũng là điều kiện thuận lợi phục vụ cho công việc buôn bán từ khâu nhập hàng đến vận chuyển đồ và phục vụ người dân đi lại. Bước vào chợ Bình Tây, du khách có thể bị choáng ngợp bởi độ lớn của chợ. Chợ Bình Tây có gần đến 2.400 quầy sạp bao gồm cả lầu trên và lầu dưới với nhiều loại hàng hóa khác nhau được bày bán. Các ngành hàng được bố trí, sắp xếp hợp lý, tập trung theo từng khu vực kinh doanh nhằm phát huy thế mạnh của từng ngành hàng. Hàng hóa trong chợ phần lớn được phân phối dưới hình thức bán sỉ cho mối lái các tỉnh và những tư thương mua về bán tại các chợ nhỏ trong thành phố. Người Hoa vẫn tập trung về chợ làm ăn mua bán, mà đa số là người Hoa sinh sống tại các quận 5, quận 6 và quận 11. Tiểu thương người Hoa hiện chiếm tỷ lệ 25% số lượng hộ kinh doanh tại chợ Bình Tây. Trải qua hơn 80 năm hình thành và phát triển, chợ Bình Tây ngày nay vẫn giữ được vị thế của một chợ đầu mối bán buôn lớn của thành phố và của quận 6, mặc dù có sự cạnh tranh khá quyết liệt của các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại hiện đại trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với lối kiến trúc cổ xưa của Trung Quốc và bề dày lịch sử lâu năm, nên chợ đang mở ra một hướng phát triển mới, đó là điểm du lịch tham quan mua sắm, nhiều tiềm năng cho khách du lịch, trong và ngoài nước. Trong những năm gần đây, chợ Bình Tây không chỉ là nơi giao thương quan trọng, mà chợ còn là một trong những điểm đến của khách du lịch, trong nước và quốc tế. Nhiều công ty du lịch đã đưa chợ Bình Tây vào danh mục tour tham quan của mình. Vì vậy, hàng năm, chợ Bình Tây đón khoảng trên 100.000 lượt khách du lịch nước ngoài đến đây tham quan, mua sắm và thưởng thức nghệ thuật ẩm thực đất phương Nam. Cô bên đây là bán giày dép của em đó. Cô
khoai gì, khoai trong khoai gì? Tính là 165 ngàn. 165 ngàn. Nó cũng dài. Khu dưới là bán là toàn là bán dài, bán dài dép trẻ em người lớn. Bên đây là bán túi xách. Đây là khu vực kinh doanh phía bên ngoài chợ. Mà quý vị và các bạn chúng ta đi một vòng phía ngoài chợ để chúng ta tham quan. Vô chợ luôn. Đó.
ra chị. Để đang bao còn 4 bao này thì mình kho bỏ. Khu này là mé bên chợ các bạn, nó bán các đồ gia vị. Đường Phan, mình đang đi trên đường Phan Quang Khỏe nha các bạn.
đây bánh tráng nha các bạn. Ôi, đi giáp vòng mỏi chân luôn các bạn ơi. Đi giờ này nắng quá các bạn. Ở đây là đúng một vòng chợ các bạn. Mình vừa đi xong một giáp vòng bên hông khu vực chợ mà nó rất là rộng lớn nha các bạn. Thôi mình xin phép ngưng video tại đây và cũng hy vọng cũng đã đem lại cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn sau những giờ làm việc mệt nhọc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.